Là bị đau họng đúng không? Dạ. Rồi bây giờ Homie làm gì đây? Bây giờ mình sẽ pha thuốc. À, Homie có ăn chưa mà uống thuốc đó? Dạ, ăn rồi. À, ăn rồi nên nhớ phải ăn rồi mới được uống thuốc nha Homie nha. Dạ. Ăn no chưa? Dạ, no rồi. Rồi, ok. Rồi bây giờ con có thể tự pha thuốc cho con uống được không? Dạ, được. Rồi. Pha thuốc cho các bạn coi nha. Đó. Rồi. Rồi, các bạn mở hết thuốc ra đây. Rồi. Đó, các bạn móc hết thuốc ra giống như Homie vậy đó. Rồi xong các bạn bỏ vô bịch. Bỏ vô bịch rồi sao nữa Homie? Không cần bỏ vô bịch. Không cần bỏ vô bịch luôn. Nhưng mà có bịch nè, bịch của con nè. Không giờ đâu. Cái bịch ra đập vào mai. Đập cái bịch xong rồi con còn bỏ vô trong cái đồ nghiền thuốc này nè. Để con nghiền thuốc cho nó nát ra nữa mà đúng không? Rồi. Rồi. Mai. Rồi bỏ vô sao cho các bạn coi đây nè. Đó. Bây giờ mình uống thôi nè. Rồi ok, bỏ hết cho các bạn Homie. Rồi bây giờ bạn Homie đập cho các bạn coi nè. Đập làm sao? Đập nát nha. Đập nát hết luôn, đập nát xuống hết luôn. Rồi, nát cho Homie. Rồi, con thấy nát nhiều rồi, bỏ cho cái đồ nghiền thuốc con nghiền ra nha. Để cho nó bể hết luôn nha. Coi chừng tét bịch đó Homie. Chừng bể bịch ra không? Rồi ok được rồi đó Homie ơi. Rồi con đập cho nó bể bịch đó Homie ơi, tại vì cái đó con đập nhiều quá cái bịch nó mềm ra là nó sẽ bể bịch đó con. Homie rồi con cắt gì nó bể bịch. Con đổ ra trong đây đi nè Homie, con bỏ đây nè Homie. Homie con bỏ đây nè Homie ơi. Bây giờ con đổ vô trong đây đi Homie ơi. Con đập nhiều quá là cái bịch nó bể đó, nó bể là văng thuốc ra ngoài hết luôn á. Tại cái bịch nó khi mà nó đập á là nó sẽ bị mỏng, con hiểu không? Mấy viên thuốc nó sẽ làm lủng bịch, con hiểu không? Rồi bây giờ đổ thuốc vô trong đó rồi nghiền ra thôi đúng không Homie? Đúng con? Đây nè, cho ba mượn coi. Nè con thấy không nè, khi mà con đập nè cái bịch nè nó đã mỏng bớt rồi nè, con sờ đi con sẽ thấy. Thôi chừng đổ thuốc à, cái tay con kìa đẩy cái thuốc nó rớt thấy không, nó mỏng lét luôn thấy không. Rồi. Rồi bây giờ làm gì nữa, con nghiền thuốc đi. Đây. Con nghiền cho các bạn coi nè. Cái muỗng để lại để nó khuấy thuốc nữa. Rồi. Đó các bạn siết chặt vô, nghiền giống Homie đó, nghiền mạnh lên. Đó, rồi mở ra. Ê, con đừng có lộn ngược, con quên rồi đó. Tí nữa nó đổ thuốc ra ngoài hết á. Con làm vậy mấy bạn bắt chước con là đổ hết thuốc ra ngoài đó. Rồi bây giờ con mở ra rồi xong con lại siết lại nữa. Mở ra. Rồi siết lại nữa. Đó, mạnh lên. Rồi mở ra siết lại nữa. Rồi Homie ơi, vậy là bể nghiền thuốc nát hết chưa con? Rồi ok, bây giờ con đưa cho các bạn coi thử nè. Con đưa các bạn coi thử đi. Homie. Thuốc nó nghiền hết rồi. Quá nát hết luôn nha. Rồi bây giờ Homie pha nước vô nè. Pha nước vô Homie uống thuốc nha. Cho các bạn coi nha. Rồi bây giờ Homie lấy nước rồi kìa. Bình nước của Homie rồi. Bình nước của Homie kìa. Homie lấy đi. Homie uống nước bằng nước gì? Đây. Rồi xuống có hiệu là tên là gì? Nhãn hiệu là gì? La Vi. Rồi
cà phê đó. Mọi người nắp cho. Rồi đây mở ra thêm. Đây nè. Đổ sát vô. Rồi nửa con. Rồi bây giờ không bị khuấy đều lên, lấy cái muỗng khuấy đều lên, mình làm đều thuốc nha, đều thịt đều nhẹ nhẹ thôi không em, con làm nhẹ thôi. Rồi con khuấy đi, khuấy đều thịt nhẹ thôi nha. Rồi đâu không em cho các bạn coi thử coi nào, thuốc đã hòa tan với nước chưa? Không mày con lấy cái muỗng lên cho các bạn coi. Đó, các bạn thấy chưa? Rồi, không mày khuấy luôn cái nữa. Rồi, không mày uống cho các bạn coi nha. Rồi, không mày uống cho các bạn coi. Ôi trời ơi. Trời ơi, giỏi dữ đâu. Uống hết chưa? Trời ơi, hết trơn luôn, quá giỏi luôn. Đó, đổ thêm nước vô nè, đó, uống hết luôn. Đó, các bạn uống phải giỏi như không mày nha. Đúng không? À, còn uống miếng nước cho các bạn coi. Rồi, con nói với các bạn đi. Các bạn nhớ uống thuốc giống như mình nha. Ừ, rồi, bye bye các bạn đi. Bye bye các bạn. Rồi. Nhớ like, subscribe của mình. Ok. Nhớ like.